Thưa quý vị và các bạn, để gia tăng nguồn cung thịt lợn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tạo điều kiện thuận lợi tối đa để cho các doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn từ Thái Lan về nước giết mổ. Tuy vậy thì một số tiểu thương lại cho rằng là thịt lợn Thái Lan có màu sắc trắng bạch nên không được nhiều người tiêu dùng trong nước ưa chuộng và tiêu thụ rất chậm. Vâng, và không chỉ vậy, nhiều người còn có thông tin rằng lợn Thái Lan nuôi bằng công nghệ khác tại Việt Nam. Cụ thể thì lợn chỉ cần nuôi trong vòng 4 tháng đã đạt trọng lượng trên 100 kg, trong khi tại Việt Nam thì lợn nuôi trong 5 tháng mới đạt được trên 1 tạ. Theo đó, thịt lợn Thái Lan không thơm ngon như thịt lợn Việt Nam. Vậy thực hư câu chuyện này thế nào? Lãnh đạo Cục Chăn nuôi nước ta lý giải gì về chất lượng của thịt lợn Thái Lan? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Giữa tháng 6 vừa qua, lô lợn 500 con đầu tiên từ Thái Lan đã nhập khẩu về Việt Nam và được các thương lái ở chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam mua lại. Ông Dũng cho biết, qua thực tế giết mổ và bán lẻ thịt lợn Thái Lan cho thấy, màu sắc thịt lợn Thái Lan rất xấu và không được người tiêu thụ trong nước ưa chuộng. Không ngon, dân người ta chê, này con lợn mổ ra cái thịt nó tái, nó không được đỏ như cái thịt lợn mình. Thế người ta nghĩ là chết, đấy người ta không mua. Cho nên bây giờ người ta vẫn có nhu cầu lợn trong nước, đấy, là Thái Lan nhập khẩu không hiệu quả. Không biết cái công nghệ của Thái Lan nó làm ăn nhà không biết, nhưng mà những đứa đi buôn lợn nó nói chuyện nó bảo là không dám bắt lợn Thái Lan, không biết tôi không biết, nhưng về chợ đầu mối giúp cả Nam đây là được 1-2 ngày thôi là không bán được. Sau khi có thông tin nghi ngờ về chất lượng thịt lợn Thái Lan thì ngay lập tức Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã lên tiếng. Thực chất ra những cái thông tin thì có những cái trái chiều, nhưng mà tôi nói là những cái thông tin mà nói rằng là cái thịt lợn Thái Lan chất lượng không đảm bảo hay là trắng bạch là hoàn toàn không chính xác. Chúng tôi cũng đã chứng kiến trực tiếp những cái lô hàng nhập về khoảng độ trên 8.000 con, và đặc biệt nhất thì khi nhập về cũng đã được kiểm soát rất chặt chẽ bởi những kiểm soát dịch bệnh và kiểm soát an toàn thực phẩm, cho nên cái người tiêu dùng cũng yên tâm. Việc có một số người Việt Nam thẳng thắn từ chối không ăn thịt lợn Thái Lan thì theo lãnh đạo Cục Chăn nuôi, đây là do thói quen ăn uống truyền thống của người Việt Nam, nên bước đầu có nhiều người chưa chấp nhận các loại thịt nhập khẩu từ nước ngoài thì cũng là điều dễ hiểu. Đấy, vừa rồi chúng ta động viên là ăn thịt lợn của nước ngoài mà cũng chưa chắc đã sử dụng. Bởi vì nó có cái đặc thù của chúng ta như vậy thì đấy cũng là một cái văn hóa tiêu dùng. Mà sử dụng các cái sản phẩm chăn nuôi mà tôi rất phấn khởi là một trong những sản phẩm chăn nuôi, là một trong những nông sản ấy mà người Việt Nam đang thích dùng, chính hàng của chúng ta. Đấy, còn cái gì là ngoại hóa tôi không biết, chứ còn thì rất thích thịt lợn của chúng ta, rất thích thịt gà, nhất là gà ta nữa thì rất là thích, ví dụ như vậy. Về thông tin nghi ngờ, lợn Thái Lan sản xuất bằng công nghệ cao nên chỉ cần nuôi trong 4 tháng đã đạt trọng lượng trên 100 kg và cho xuất chuồng, trong khi tại Việt Nam, lợn nuôi phải trong 5 tháng mới đạt được 1 tạ và xuất bán. Theo đó, thịt lợn Thái Lan không thơm ngon như thịt lợn Việt Nam. Trả lời câu hỏi này, Cục Chăn nuôi cho biết đây là do thói quen ăn uống khác nhau, nên mỗi quốc gia có một quy trình sản xuất khác nhau. Cụ thể như người Mỹ thích thịt gà công nghiệp nuôi trong vòng 40 ngày, trong khi người Việt Nam lại ưa chuộng gà nuôi từ 150 ngày trở lên. Cục Chăn nuôi khẳng định thịt lợn Thái Lan có chất lượng rất tốt và hiện nay đang được xuất khẩu ra rất nhiều nước trên thế giới. Trong đó có Trung Quốc đang xếp hàng chờ mua với số lượng rất lớn. Trước đó thì Cục Thú y cũng đã khẳng định là Thái Lan là quốc gia có nền chăn nuôi lợn phát triển cao, có hệ thống để quản lý vệ sinh thú y, môi trường phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi rất chặt chẽ. Thái Lan hiện nay là quốc gia không có dịch bệnh tả lợn châu Phi, và lợn xuất khẩu sang Việt Nam phải lấy từ các trang trại trong vòng bán kính 10 km không có các bệnh trong vòng 12 tháng trước khi xuất khẩu. Vâng, mặt khác thì đây là lợn giết mổ làm thực phẩm nên yêu cầu phải không được sử dụng các thức ăn có chứa các chất cấm trong chăn nuôi theo quy định, thống nhất về danh mục các chất cấm của cả hai nước. Lợn cũng phải có nguồn gốc từ các trang trại được quản lý theo các tiêu chuẩn của Thái Lan về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, GAP, được cơ quan thú y có thẩm quyền của Thái Lan kiểm soát.